Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món hến xào sả ớt. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Ba trăm gram hến, chúng ta ngâm nước ấm và vài lát gừng, sau đó chúng ta vắt ráo. Gia vị nêm gồm có một thìa cà phê hạt nêm, tỏi băm, ớt khô, sả băm, chúng ta phi tỏi và sả cho thơm, sau đó cho hến vào xào với lửa nhỏ. Chúng ta xào cho đến khi hến chín và săn lại thì cho hạt nêm vào. Chúng ta xào cho đến khi hến ngấm gia vị thì cho ớt băm vào xào và tắt bếp. Chúc tất cả mọi người làm món hến xào sả ớt thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.